Còn đây chỉ sắp thì mới đến rồi. Lấy hết đồ á. Đồ ở đâu ạ? Không biết, có phải mình đây không đây này. Đó cái thuyền mình đâu rồi. Nhìn chu ở đấy tôi bảo để ở xuống 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 nhảy là khiến cách đấy. Đâm đầu xuống là chết đi. Chết rồi. Chết rồi. Một nước rồi chết. Chết thì không được về nhà. Thế là hôm qua Hải đã không về nhà không về á. Thế xong cuối cùng những cô vào nhà và những cửa trong xong rồi mọi người đứng lên rồi nói các ơi ở trên nhà không chưa các đứa thế nào về về chưa không chịu ca với người chồng cùng hôm nay chưa chủ nhà chưa cùng người không đi về đâu chị cứ bảo nó về chắc không phải nhỏ đâu. Ủa chơi game sáng tạo đi.
Thế nó còn vừa xem quả đấy này. Đấy. Đấy. Hôm nay chưa vào Duolingo để học. Thế là vui lòng. Hôm nào đấy đi chơi tao cũng vào Duolingo và làm hai đứa vừa làm với nhau. Chúng tôi không nghe định đấy cổ đĩa này. Cả cái anh đã được thực hiện nhiều tiếng Anh hết rồi. Thế là hai đứa mang vào làm với nhau. Rồi tao đã rốt luôn rồi, nó cứ hỏi tao từng đến biết gì nào, từng đến biết gì nào, ấy. Tao đã rốt rồi. Biết, chịu. Nhà thì nên có một người giỏi rồi à? À, đúng rồi, nhà chỉ nên có một người giỏi thôi. Con gái, kêu là nếu mà các bạn đi dùng nó này mà học được nó là nó biết rồi. Nó chỉ ngoài. Cơ thể. Ngoài lắm. Thế là chuyện những cái này. Em học lên đấy. Không, nó cái chuyện với tao khác nhưng mà nó cái chuyện với bọn kia khác thì nó thì giống mày đến chuyện với mấy học sinh hai mày đấy. Tháng này đi đâu nhỉ? Hả? Thế là không bảo anh là làm gì ấy nhỉ? Thế là hai đứa tự bôi nhau ra. Không nói thật là em có việc bận. Đây này, nó bảo anh em có việc bận đột xuất thôi. Buổi tối nay anh em chơi chung một với em. Chưa không biết, bởi vì thấy bảo với em là chiều đi Long Bác với bạn. Thank you.
Ghét được kia. Sao không gì đây? Làm nhà. Thật. Phải xem nhà ta mới đẹp vậy. Thế hả? Thấy cho xem được. Ngoài mắt. Tìm đến những bài chi trước để xem. Mày đừng có xem. Tao mình chẳng nhớ kênh tên là gì, kênh tên Tây Ban Nha, cái số chỉ số sắc. Có phải mày đi xem bói tháng năm tận người yêu không? Mày đi xem bói tháng năm tận người yêu à? Chắc chưa tay. Chết nhở? Tiêu gì đâu? Lỗi thôi. Chắc giận to thì bà đấy mí đấy chứ. Bà đấy mới soi ra được. Không, tháng 5 âm là vào tháng 7 dương rồi, là lúc ấy bãi chiều thằng nào đi trường đấy rồi. Gì? Ui đúng rồi, tháng 5 âm là bãi dương. Ô, là lúc ấy bãi chiều rồi. Nhưng mà tháng ấy tháng 9 này nó tiếp đúng không? Quên rồi, nó chia tay. Không sao, lấy tháng 7 dương anh. Nó tiếp mà. Đẹp mà. Không, điên à. Không thích thằng này. Sao? Sao cái gì ta đang có trả trâu gì? Tao có bảo gì đâu? Cái gì cơ? Tao có bảo gì đâu? Giờ lên tinh, bách khắc, bột, thế giới, trong Thế mà không biết là anh ngồi bên cạnh thế thì chẳng thấy gì sự mẹ gì cả. Thấy về mẹ chồng. Anh ngồi bên cạnh ba lời nói chém gió biết được kiểu đâu. Thế sao bảo em lịch sự người em nói thì trả lời. Đến lúc anh hỏi trả thì cứ nào trả lời. Chắc tại vì anh đau quá. Năm nay cô về bước lên một câu chợ đỏ không? Chợ đỏ ở Hải Dương. Ở Bắc Ninh cũng có chợ đỏ này. Bị cháy. Thế á? Ừ, cháy hết mới, luôn. Mới bị cháy luôn. Mấy tháng trước, 2-3 tháng. Ở gần Tết thôi.
Hồi xưa tao hay đi chợ đấy lắm. Ừ. Này có Giang mà. Tao cũng gần Bắc Ninh mà. To không? Không to. Chứ có nhiều đồ. Hồi xưa bán đa số là quần áo giày dép các thứ, bán mỹ đồ, chứ có cả đồ ăn uống. Hồi xưa tao hay đến mua kim chi của ông nhà bán ngon, nổi tiếng luôn. Ủa thì cháy rồi, có hoạt động lại nữa hay là thôi? Thì chào hoạt động lại. Thấy cháy to lắm. Ồ, cháy to lắm. Quần áo cứ cướp mấy cái xả đấy. Hình như là trước Tết thì sao đó. Ừ, trước Tết, trước Tết. Trước Tết rồi. Trồng mái dương xa lắm. Đó. Đi hơn trăm cây. Đấy, trồng mái dương đi xa lắm. Hơn trăm cây. Đi học văn không đấy. Không có tiền để gỡ xa này đi đấy. Viết của nào trời trao của đấy là. Bây giờ phải nhét Bắc Ninh rồi. Nhét Bắc Ninh, nhét Bắc Giang. Bắc Giang á, thì không phải là các huyện khác, cận các huyện khác cũng xa. Gần với thành phố Bắc Giang với lại nước. Chị tao toàn Bắc Ninh thôi mày ạ. Toàn lấy Bắc Ninh thôi. Đấy ạ. Lấy ở huyện xa nhưng mà toàn mua nhà trên thành phố thôi. Tao thì các anh của tao thì chủ yếu là ngày trước học đại học xong rồi yêu các chị tính chiều này. Chiều nay anh cho nói tan ít mỡ ra thì xong cùng mà cháy và khói phun cả phòng lên. Thế là nó kêu. Kêu thì bảo vệ lên, bình thường là ở bên nhà bên kia là nó sẽ bị phạt tầm mấy triệu, 2 triệu. Đến ngay bên này nó không lẹo hơn. Lại cầm ô câu cá ra, quạt bớt khói đi cho nó đỡ kêu. Mới đầu nó cũng kêu, mình nghĩ bảo cái này chắc là cảm biến nhiệt thôi. Thì sau cái cùng nó vẫn kêu cắt khói. Tất cả các chiếc cây trên đầu anh ấy, họ đùi hết, không biết là sao. Đây này. Cái này xong chả hiểu sao nó chùm lên tất cả luôn. Không phải ra cả nhà họ Nguyễn nữa. Có bị gì không anh? Không biết nó bảo gì, chả biết cuối chứ. Hẹn cả lấy vào bình thường cháu lấy thôi. Ủa mẹ lắm. Hút luôn là khói anh. Lên máy hút hút luôn là khói. Anh lúc đấy kiểu đã xong anh ra, anh đi rửa bát, anh rửa bát đấy, làm sao hút khói, bảo mình nước cái mùi mà cháy bảo anh gì cả, nên thế là vừa mới cháy nó cho khói hút một đạp lên xong thì sau đó anh ra kêu. Anh còn nói chuyện với em hết giờ nữa, anh biết thì coi luôn. Bật lên nhé. Bắt cả chúng muốn trèo lên ở trên nhà này. Hình như là vừa nãy có bản là 1.9.2 đúng không? Giờ lên 1.9.3 nó có bản mới lên đoạn đấy. Chẳng có gì ạ. Thấy rất quen. Lớp đầu nhiều lắm, phun, chú thầu, thầm
Con nếu mà có bị phạt gì không anh? Tỉnh tao học trường nhiều lắm. Lên nó hỏi còn nấu cơm đấy, nấu cơm cháy không? Sao không đi học chẳng thôi? Tại đi học gòn mà. Nhưng mà bây giờ trường mình cũng nhớ bảo Hải Dương mà trường chúng tao chúng ta đi căng Hải Dương nhớ là từ về ông bảo vệ đấy kiểu Hải Dương bắt ra bắt đi là thầu đấy tỉnh cao bởi vì là học mấy cái này ấy là tốt nghiệp đấy là ui cô Yến là sáng viên của trường có khoa tao ở Ninh Giang không tao thấy là thầy cô tao là gặp nhau từ thời đại học nhưng mà thầy cô ấy cô Dung này xong rồi cô gì Đi đâu nhỉ? Đi Úc à? Chung cư bất ổn thế nhỉ? Rồi, thế hình đèn máy tính không bao giờ thuê chung cư. Không bao giờ ở luôn. Úc đẹp lắm. Nhưng mà ai cũng... Nghe bà ăn nên tốt được. Nếu nhà không giàu có thì đẹp. Ừ, nhưng vẫn đi du học. Ờ, chẳng đi thì phải thật sự bên đây phát báo là sư của cụ bà. Chứ không phải giàu có gì. Lý hơn, lý hơn. Kéo dạy mấy môn chính trị còn đi du học thôi mà du học ác luôn và Liên Xô các thứ kia sao nhỉ. Thank you.
kết nạp rồi. Quay bằng tăng số 2 phút bé bé ra ăn không? Bé bé ra ăn không? À, giúp bé cách. Đây là cái vỏ bé tắc, tắc cốt khi mấy đúng không? Cái là không. À, thêm. Em tự làm á, không thôi bụng. Nhảy là phím cách đấy. Mà bụng bóc ra. Bụng bóc ra bụng năng. Số bộ ấy. Nó không có dân làng để cát. Thả tung cái cây ra. Nó phút nổ rồi. Một lần xem quả rồi đấy là đấy không hai nốt là hai được chưa? Một con bình hả? Wow, you play so good. Thế là nhớ biết chúng ta đi chơi với nhau đến nỗi mà nó học tiếng Anh giỏi, nó rất là giỏi tiếng Anh, giáo viên giỏi lắm. Thế là nó suốt ngày học ở trên Duolingo ấy, cái ứng dụng Duolingo ấy,
mà chúng ta đi chơi nhau mà nó không quên nhiệm vụ nào hôm nay rồi. Chưa cái đấy nó dài dẳng lắm. Ừ, hôm nay chưa vào Duolingo để đọc học thế là hôm nào đi chơi với tao cũng vào Duolingo ra làm hai đứa ngồi làm với nhau kiếm tôi đấy nó dài dẳng lắm rồi kiếp bỏ rồi mà bóc cái bóp về rồi nghe không ạ bỏ được một năm rồi bỏ một năm rồi bạn chưa làm gì đấy thế là hai đứa mai nó làm nhau rồi tao đã rốt luôn rồi nó cứ hỏi tao từng đấy biết như nào từng đấy biết như nào ấy tao đã rốt rồi biết chứ nhà chị nên có một người giỏi rồi à? À, đúng rồi, nhà chị nên có một người giỏi rồi. Không phải, tôi là nhớ mà học được nó biết rồi. Mấy thằng quay. Thật đấy. Quay lắm. Tao tao là nó cái chuyện với tao khác nhưng mà nó cái chuyện với bọn kia khác. Thì đúng mày đứng chịu đi mấy thằng cùng hai ba thằng này đấy cùng nào được sao đấy không không phải ngày trước nó bình thường thôi nó không phải là trường đâu nhưng bây giờ sau khi đợt đi thực tập ấy xong rồi tự nhiên nó nói lên ấy giống như nó làm được việc ấy không nó có được học bóng nhưng mà cái nó không giỏi mình nó giống như là con trai ấy nó sẽ hay làm có mấy cô ấy bởi vì nó giỏi mình chứ thầy không giỏi mình nên là mãi bây giờ cái như nó làm được việc thì thầy cô mới biết đến nó nếu nó không biết đi thôi ok luôn mình đi đấy mình đã tốt mình biết cho nó mình luôn 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 cho xem đồ này mất tìm được những bài chim trước để xem mày tự học xem tao còn chả nhớ kênh tên là gì kênh tên Tây Ban Nha chỉ số chỉ số trước tôi máy ảnh cái thằng sếp mới mười tháng tôi Liên minh hết độ cả tháng rồi thích lắm nè. Ở đâu? Ở máy một ngày bên này, tao dùng một ngày. Thế là tháng luôn, tháng chơi vệ viên công cứu, nhưng mà pháp sư, cả tháng luôn. À, nhiều người xem đó. À không phải nhiều, còn như là đợt này đáo ấy. Tao mang lấy người xem ấy. Sợi ơi, mặt người ta nó đi tím.
Với lại gương mặt của nó hơi tím. Trời phóng nhiều ư. Có phải mày đi xem bói tháng năm tận người yêu không? Cái gì cơ? Mày ấy. Thì sao? Đi xem bói tháng năm tận người yêu à? Ừ, chắc chia tay. Chết nhở? Thư gì không? Lỗi thối đi. Chắc giận to thì bà đấy mấy đấy sẽ bà đấy mới soi ra được. Hôm tháng 5 âm là vào tháng 7 dương rồi, là lúc cái bãi chiều thằng nào đi gần đấy rồi. Gì? Ui đúng rồi, tháng 5 âm là tháng 7 dương á. Ôi, là lúc cái bãi chiều rồi. Nhưng mà tháng ấy, tháng 9 này nó tiếp đúng không? Quên rồi, nó chia tay ấy. Không sao, nếu không bấy như anh chị có tiếp không? Không, điên à, không thích thằng này. Ôi, sao? Tao đang cười gì? Tao đang hỏi tao trả trâu gì? Tao không bảo gì đâu. Được nữa sao? Thích chẳng hình gì. Cái gì cơ? Tao có bảo gì đâu. Chắc là cái mãi chiều. Mãi chiều. Đừng kiếm thằng nào tôi phải giàu có. Nhiều thứ gì đó. Đấy. Mày chẳng thấy gì vậy. Ở làm cái bài rớt nhỉ? Dễ không? Trời ơi, chị đó là anh yêu thằng nào anh cũng biết thằng nào cũng không biết. Mấy thằng làm sao còn đất ương. Chị làm mình nhớ là cái gì? Đó đấy không biết mức đất ương nhưng mà kiểu những anh yêu tú ấy đều có nhiều yêu hết rồi. Thì bảo mình lại còn phải không thì mình nhắm trước rồi. Đúng cái chuyện đúng rồi, tôi mẹ phải học như các bạn ơi, luôn mình ăn phất nhá, mình chỉ cần ra trường xong rồi, mỗi mẹ mai mỗi cho cũng kiểu như là cũng kiểu như là cầm cái xong rồi cầm nhà làm cửa cái xong rồi lấy nói hay sao chó đấy sau mẹ lấy về mẹ chồng ấy. Như trong phim thì chết thì đứt luôn thế gì còn mình mẹ chồng dễ kinh. Năm anh cô về bước lên dâu chợ đỏ không? Chợ đỏ Hải Dương. Ở Bắc Ninh cũng có chợ đỏ này. Bị cháy. Thế? Ừ, cháy hết luôn. Mới bị cháy luôn. Mấy tháng trước, hai ba tháng. Ở gần Tết luôn. Ờ. Hồi xưa ta hay đi chợ đấy đó. Thế? Mày Bắc Giang mà. Tao cũng gần Bắc Ninh mà. To không? To. Chứ bán nhiều đồ. Hồi xưa bán đa số là quần áo giày dép các thứ. Bán mỹ đồ. Chứ có cả đồ ăn uống. Hồi xưa tao hay đến mua kim chi của ông nhà bán ngon. Nổi tiếng luôn. Ủa chứ cháy rồi, có hoạt động lại không? Hay là thôi? Thì chào hoạt động lại. Thấy cháy to lắm. Ồ, cháy to lắm. Quần áo cứ thước mấy cái giấy. Kiểu như là trước Tết thì sao ấy? Ừ, trước Tết, trước Tết. Trước Tết gì? Ừ, nhìn chồng mày đâu xa lắm. Đi hơn trong cây. Cái gì? Đấy chồng mày đang đi xa lắm. Hai vợ
Hơn 100 cây. Ghét của nào chờ trao của đánh giá. Bây giờ phải ghét Bắc Ninh rồi. Ghét Bắc Ninh, ghét Bắc Giang. Bắc Giang à, thì không phải là các huyện khác, cần các huyện khác cũng xa. Gần với thành phố Bắc Giang với lại Yên Định. Chị tao toàn Bắc Ninh thôi mày ạ. Toàn lấy Bắc Ninh thôi. Đấy ạ. Lấy ở huyện xa nhưng mà toàn mua nhà trên thành phố thôi. Tao thì các anh của tao thì chủ yếu là ngày trước học đại học xong rồi yêu các chị tính khác, xong rồi lấy các chị tính khác. Nhưng mà các chị thì toàn lấy trong làng hết thôi. Toàn yêu, lúc đại học là yêu người khác tính, người sau lại tốt trong làng. Anh yêu ơi, anh nào không biết, chị nào không biết, không biết tại sao. Có hai chị lấy chồng Hà Nội, nhưng mà đều ở đây, ở Bắc Giang. Chồng theo về Bắc Giang. Xong rồi, các chị lấy mẹ toàn, tất cả các chị luôn ấy, đều lấy bọn Bùi hết, không biết tại sao. Hết Bùi khác, mẹ Bùi Văn, Bùi Văn thì là Bùi Đức, tất cả luôn. Nhưng khoảng chơi nào bao giờ là vùng gì đây? Giờ đi học hỏi. Không phải ra phả nhà họ Nguyễn nữa, phải ra phả nhà họ Bùi. Bùi hết luôn, đến nhà nào cũng. Xong rồi, mẹ cả lấy vào xuống họ cháu biết tôn cái thứ á. Ôi mày lắm. Ôi, đến nhà thì ra phả vào luôn. Nhà to đẹp nhưng mà mẹ. Chị vừa của ta này lấy cái nhà đấy. Là đứng đầu chi ấy, kiểu ông đi, ông có chồng ra chồng mắt. Đấy, con mở nước trước, anh em biết sợ lắm đây. Nhiều tấm về Bắc Giang mà. Lớp nghỉ hết bây giờ nhưng mình thấy nó không quen. Lớp tàu nhiều lắm, full chung với thầu. Ôi, tỉnh tao học cái trường đấy nhiều lắm. Ừ. Chung với thầu đấy mà nhau. Phải đâu đi Bắc Giang, Bắc Ninh chẳng thôi. Tại đi học gần mà. Nhưng mà bây giờ trường mình cũng nhớ bảo Hải Dương mà. Trường chúng tao nhá, chúng tao nhá, full Hải Dương, full Bắc Giang, full Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh là thầu đấy. Bởi vì là chúng cứ tư tưởng là học đấy đi nhà nghe. Là về nó tới công nghiệp, khu công nghiệp. Đấy, thế nên là nhiều lúc không nào đi đâu cũng hỏi ui chứ. Ui, cô Yến là giảng viên của trường của khoa tao ở Ninh Giang. Ừ, bố là gần ở chỗ Đỗ ạ. Bố gần chỗ Đỗ, bố ngoái ngoái cô ơi, tao bắt một lớp kia tao hô thằng Chí là ngoái tao sẽ có gần chỗ Đỗ không. Thế Chí là ngoái cô ơi, bạn Thái ở bên, bạn Thái ở lớp em cũng ở Ninh Giang Hải Dương, ngoái cô có gần chỗ Đỗ không, bố có là cô có gần. Mà giáo viên toàn mua nhà trên này hả? Lấy chồng thôi. Không, tao thấy là thầy cô tao là gặp nhau từ thời đại học.
nhiều thầy cô ấy, cô Dung này, xong rồi cô thì cô Dung cô cô Hiên, cái cô Hiên cô Hằng ấy là đều gặp trong khoa trường đại học, nhưng mà tiến sĩ lắm, tổng tư chính giao thông với cả giao thông vận tải, xong rồi yêu nhau ở đây, xong rồi vợ làm giáo viên, còn chồng làm cái gì cơ chứ không phải làm giáo viên đấy. Các cái cô trường đây. Tao ấy toàn đi du học thôi, cả vì chồng mày xịn chúng tao đấy, toàn đi nước ngoài, Nga với Đức, thầy kinh tế quốc tế của Huế, à thầy gì, cái gì quốc tế nhỉ, tài chính quốc tế, đi đâu nhỉ, đi Úc à, Úc rồi. Lấy hình nền máy tính này tập trung với các bạn ở châu Phi hay ở châu Âu. Úc đẹp lắm. Nhưng mà ai cũng thế, là kiểu nhà không giàu có gì đấy. Ừ, nhưng vẫn đi du học. Ờ, chẳng đi thì sao phải quyết định đến phát báo, giáo sư, thủ tục vàng. Cũng phải giàu có gì. Ai còn nước. Kéo dạy mấy môn chính trị còn đi du học đúng không? Dùng học ác luôn, và Liên Xô các thứ. Ui, đông lắm, con chạy đi đâu mà mất rồi, mất rồi. Ô, không may nữa. Bay tít chạy lên đây rồi. Không nhầm. Mới chưa ở đâu.
mới đang gần cái gì đấy. Một người xem hoài vừa nãy là đấy không hai nốt là hai một con mình hả? Wow, you play so good. Thế nhớ biết chúng ta suốt ngày đi chơi với nhau đến nỗi mà nó học tiếng Anh giỏi, nó rất là giỏi tiếng Anh, giáo viên giỏi lắm.
thế là nó suốt ngày học ở trên Duolingo ấy, cái ứng dụng Duolingo ấy, mà chúng ta đi chơi nhau mà nó không quên nhiệm vụ nào. Hôm nay rồi, chưa cái đấy nó dài dẳng lắm. Ừ, hôm nay chưa vào Duolingo để gặp học, thế là hôm nào đi đi chơi với tao cũng vào Duolingo ra làm, hai đứa cùng làm với nhau kiếm tội. Đấy nó dài dẳng lắm, rồi kiếp bỏ rồi á, mà nó cứ báo về được mail xong rồi bỏ được một năm rồi, nó báo một năm rồi bạn chưa làm mới. Vậy thế là hai đứa mang nhau làm với nhau. Xong rồi tao đã rốt cho ngủ, nó cứ hỏi tao từ đấy biết như nào, từ đấy biết như nào, ấy. Đã rốt rồi. Biết, chịu. Nhà chị nên có một người giỏi thôi à? À, đúng rồi, nhà chị nên có một người giỏi thôi. Con gái, nó kêu là nếu mà biết thật. Hiện tại thì yêu nó này, mà học lớp mất là nó biết rồi. Biết thằng quay. Hoài lắm. Tao tóm là nó cái chuyện với tao khác, nhưng mà nó cái chuyện với bọn kia khác. Thì giống như này, cái chuyện với mấy thằng công khai ba lúc này đấy. Cùng nhau về sao còn đấy. Học trường gì ấy? Học trường tao. Nhưng mà học bên cạnh. Trường mới bên cạnh. Không, nhưng mà ngày trước nó bình thường thôi, nó không phải trường đâu. Nhưng bây giờ sau khi đó đi thực tập ấy, xong rồi tự nhiên nó nói lên ấy. Kiểu như là nó làm được việc ấy. Hả? Nó có được học bóng nhưng mà cái nó không giỏi nịch. Nó kiểu như là con trai ấy, nó sẽ hay lòng của mấy cô ấy, bởi vì nó giỏi lịch, nhưng thằng này không giỏi lịch, nên là mãi bây giờ cái nên nó làm được việc thì thằng cô mới biết đến nó, cảm thấy nó không biết lịch thôi. Thôi ok luôn, mình đi đấy, mình đã rớt, mình đi đâu đó, mình đi đâu đó. Thật Hải xem nhà tao mới đẹp ấy. Có thấy cho xem đúng này đúng mất thì lên những bài chi trước để xem mày tự bảo xem. Tao còn chẳng nhớ kênh tên là gì, kênh tên Tây Ban Nha chi số trước tôi Liên minh ấy, đồ tài tháo tôi thích lắm này ạ. Ở đâu? Ở máy một ngày bên này, tao dùng một ngày. Tài tháo luôn, thằng sư, vệ viên kinh tế, viên pháp sư, tài tháo luôn. Mà nhiều thì xem lắm, à không phải nhiều, hình như là đợt này báo ấy. Tài tháo lấy thì xem ấy.
Trời ơi, mặt người ta đã uy tín. Ok. Với lại, người ta đã uy tín. Trời không nhiều ư. Có phải máy đi xem bói 2 tháng 5 tận người yêu không? Cái gì cơ? Máy ấy. Sao? Em không hiểu cái câu. Tháng 5 tận người yêu à? Hình như là ăn học bài em. Chắc chưa tăng. Bà quý em bài em cả. Cái gì không? Quên nói em lỗi thú đi cho ăn ăn mọc chắc là ăn mọc nói cho em biết là quên nói em phải đến mới soi ra được thế này hôm tháng năm âm là vào tháng 7 dương rồi là vào em bảy giờ chỗ mày đấy có liên thiên ấy không như chụp ấy gì ui đúng rồi tháng năm âm là mấy dương ấy tôi nhận hai tháng rồi là lúc ấy bảy chiều rồi nhưng mà tháng ấy tháng chín này nó chết đúng không quên rồi chưa tháng ấy không sao nếu không đấy thì anh chị lại có tiếp có viên à không thích thằng này oh sao tao đang cưới thì tao đang cho tao trả gì tao không bảo gì đâu được muốn sao tao trả trâu gì tao chẳng làm gì cái gì cơ tao có bảo gì đâu chắc là mãi chiều mãi chiều được kiếm anh nào vui tuổi giàu có yêu cưới được đi ừ. Mày tưởng thế không vậy ở làng có đầy rết nhỉ dễ không chờ như chị cần đó là anh yêu thằng nào anh không biết thằng nào thằng kia mấy thằng nào tao toàn rất ương làm mình nhá kiểu gì tao ấy không đến mức ất ương nhưng mà kiểu những em tú tú ấy đều cũng bị yêu hết rồi không thì mình nắm trước rồi đúng rồi từ cái lúc hôm nay học đại học mình yêu các bạn rồi rất là ngon giờ hai đứa vợ sẽ có biết rồi là luôn nếu như mà mình ăn phận nhá mình chỉ cần ra trường xong rồi mỗi mẹ mai mỗi xô cũng kiểu như là một phần cái xong rồi phần nhà gần cửa xong rồi lấy có một cuộc đời mình như đơn giản. Nói hay sao chó đấy sao mẹ lấy về mẹ chồng à? Như trong phim mình thế ừ. Thì đứt rồi thế gì mà mình mẹ chồng dễ kinh giản bản như mình cái không mất đồ là chơi chắc tại nó đáng đáng quá. Thật, mà anh có vừa bước lên Hải Dương chợ đỏ không? Chợ đỏ ở Hải Dương. Ở Bắc Ninh cũng có chợ đỏ này. Ở chợ đỏ người ta bán nhất chợ đỏ Bắc Ninh. Bị cháy. Thế? Ừ, cháy hết mới, luôn. Mới bị cháy luôn. Mấy tháng trước, 2-3 tháng. Ở gần Tết luôn. Ờ. Không nhớ. Hồi xưa ta hay đi chợ đấy lắm. Thế? Ừ. Mày Bắc Giang nữa. Tao cũng gần Bắc Ninh mà. Ừ. To không? To. Chứ có nhiều đồ. Hồi xưa bán đa số là quần áo giày dép các thứ, bán mỹ đồ, chứ có cả đồ ăn uống. Hồi xưa tao hay đến mua kim chi của ông nhà bán ngon, nổi tiếng luôn. Ôi chứ cháy rồi, con mặt tao này, này thôi. Thì chào hoạt động lại. Thấy cháy to lắm. Ồ, cháy to lắm. Quần áo cứ cướp mấy cái như là chúc Tết thì sao ấy? Ừ, chúc Tết, chúc Tết. Chúc Tết nhỉ? Chỗ này ta sẽ xử lý 2 tầng. Ui,
lên trong máy dương xa lắm. Đó, đi hơn trăm cây. Cái gì? Lấy trong máy dương đi xa lắm. Đó, hai vợ chồng cũng đỡ hơn trăm cây. Bây giờ quan trọng cũng không ấy, không có duyên để gỡ sai này đi đấy. Biết của nào chơi trao của đấy mà. Bây giờ phải ghét Bắc Ninh rồi. Ghét Bắc Ninh à? Ghét Bắc Ninh, ghét Bắc Giang. Lúc ở đây mà. Bắc Giang á, thì không phải là các huyện khác, tận các huyện khác cũng xa. Gần với thành phố Bắc Giang với lại Yên Dũng. Các chị đa toàn Bắc Ninh thôi mày ạ. À, lấy Bắc Ninh thôi. Đấy ạ. Lấy ở huyện xa nhưng mà toàn mua nhà trên thành phố thôi. Tao thì các anh của tao thì chủ yếu là ngày trước học đại học xong rồi yêu các chị tính khác xong rồi lấy các chị tính khác, nhưng mà các chị thì toàn lấy trong làng hết thôi. Toàn yêu lúc đại học lại yêu người khác tính rồi sau lại chốt trong làng toàn yêu rồi, anh nào hết chị nào hết, không biết tại sao. Nhưng mà có hai chị lấy chồng ở Nội nhưng mà đều ở đây, ở Bắc Giang, chồng theo về Bắc Giang. Sao mà các chị lấy mẹ toàn tất cả các chị luôn ấy, đều lấy bọn Bùi hết, không biết là sao. Hết Bùi Khắc, Bùi Văn thì Bùi Đức, tất cả luôn. Em toàn chưa nào bao giờ là Bùi gì đây, giờ đi. Không phải ra phả nhà họ Nguyễn nữa, phải ra phả nhà họ Bùi. Đến ngày nào cũng mẹ cả lấy vào sửa họ cháu biết tôn nó cứ hết. Ôi mẹ lắm. Ôi đến nhà cái ra phá to đúng nhà ơi, to đẹp nhưng mà mẹ chị cho tôi đang lấy cái nhà đấy là đứng đầu tiên ấy, kiểu ông đi ông có thường ra thử lắm. Bắc Giang nhất có cái cảnh mà ông sống cực ai ai đấy. Thầy cô tao cũng nhiều giáo viên ở Bắc Giang rồi. Lớp nghỉ hết cái dạng như thế nào? Lớp quen rồi. Lớp toàn nhiều lắm, full. Chú có thầu. Ôi, tỉnh tao học cái trường đấy nhiều lắm. Ừ. Chú có thầu đấy mày ạ. Mày đâu đi Bắc Giang Bắc Ninh chẳng thôi. Tại đi học gần mà. Nhưng mà bây giờ trường mình cũng nhớ bảo Hải Dương mà. Trường chúng tao nhá, chúng tao nhá, full Hải Dương, full Bắc Giang, full Bắc Ninh. Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh là thầu đấy. Bởi vì là chúng tôi tư tưởng là học mấy cái ngành ấy là phải học công nghiệp, học công nghiệp. Đấy, thế nên là nhớ lúc nào đi đâu cũng phải ui rất. Ui, cô Yến là giảng viên của trường của khoa tao ở Ninh Giang. Thế hả? Ừ, bố là gần ở chợ Đỗ ạ. Bố gần chợ Đỗ, bố hoái hoái cô ơi, tao bắt mọi người lớp kia, tao vô thằng Chí là hoái là tao sẽ có gần chợ Đỗ không. Thế Chí là hoái cô ơi, bạn Hải ở bên, bạn Hải ở lớp em cũng ở Ninh Giang, Hải Dương, hoái cô có gần chợ Đỗ không, bố có nè, cô có gần. Mà giáo viên toàn mua nhà trên này không? Hả?
Lý với cháu luôn. Không, tao thấy là thầy cô tao là gặp nhau từ thời đại học. Nhiều thầy cô ấy, cô Dung này, xong rồi cô thì cô Dung, cô Dung, cô Dung, cô Hiên, cái cô Hiên cô Hàng ấy là đều gặp trong đại học, nhưng mà học trường sĩ lắm, tầm tôi chúng nó không biết cả, nhưng chưa biết thương biết cả, tao không biết cả. Xong rồi yêu nhau ở đây, xong rồi vợ là giáo viên, còn chồng làm cái gì cơ chứ, không phải là giáo viên. Đấy. Thằng cái cô trường đây. Tao ấy toàn đi du học thôi học vì chồng mày xịn trường tao đấy toàn đi nước ngoài nga mỹ đức thầy kinh tế quốc tế của Huế à thầy gì cái gì quốc tế nhỉ tài chính quốc tế à? đi đâu nhỉ đi úc à úc được rồi để hình nền máy tính này tập trung với các bạn ở châu phi và châu âu Úc đẹp lắm. Nhưng mà ai cũng để nhà không giàu có gì đấy. Ừ, nhưng vẫn đi du học. Ờ, còn đi thì sao phải tự đi lấy phát báo, ra sư, tự đi bà. Nhưng mà giàu có thì... Ai còn biết. Kéo dạy mấy môn chính trị còn đi du học không ạ? Dù học ác luôn và lên show các thứ làm thuyền là từ cái gì nhỉ?